Xin chào quý vị và các bạn. Clip này thì kênh Invest TV chúng mình xin dành cho những bạn nào đang muốn cải thiện cái tốc độ đào pi bằng việc là thay đổi được cái thông số lock up rewards. Thì cái lock up rewards là cái gì? Thì các bạn sẽ phải vào cái biểu tượng tia sét này. Đây các bạn tích vào. Đó. Các bạn sẽ thấy được cái lock up reward này nó sẽ nằm ở trong cái mục cái hệ số là booster của ba cái hệ số tạo thành cái tốc độ đào tổng của cái dự án P-Network các bạn đang tham gia. Đây, cái tốc độ các bạn đang có sẽ là được tính từ ba cái hệ số này, từ hệ số tốc độ đào cơ sở này, hệ số booster này và cái hệ số phần thưởng. Thì trong cái booster nó lại chia thành nó sẽ bao gồm ba cái thông số nhỏ nữa. Thứ nhất, bạn là người tiên phong thì bạn sẽ được thưởng là với hệ số là 1. Bạn hoàn thành cái vòng tròn bảo mật Security Circle này với 5 người các bạn add vào cái vòng tròn bảo mật của các bạn thì bạn được tối đa là 100% hay gọi là hệ số là 1. Đấy. Tiếp theo nữa, một cái hệ số các bạn nhìn thấy ở đây nó khá là lớn thì đấy chính là Lock Up Rewards. Lock Up Rewards là gì? Thì các bạn sẽ ấn vào mục tăng cường ở đây, các bạn sẽ thấy được cái nó sẽ chuyển ra một cái thông báo your lock up rewards is based on the amount of hay dịch nôm na cái phần thưởng lock up được dựa vào cái số lượng pi mà các bạn cam kết khóa. Đấy. Thì các bạn thiết lập kiểu gì các bạn ấn vào mục này. Đấy. Nó sẽ đẩy ra cho các bạn một cái màn hình để các bạn có thể kéo trượt. Đấy, để thay đổi cái tỷ lệ khóa, cái số lượng pi coin các bạn khóa và quãng thời gian các bạn khóa. Thì cái này nó như thế nào? Thì nó nôm na là một kiểu dạng như là bạn đang làm giảm cái số lượng pi coin cung cấp ra thị trường. Các bạn hình dung là với một cái loại hàng hóa, một loại dịch vụ gì đấy mà nó ít xuất hiện, số lượng nó rất là ít, khan hiếm, đấy gọi là khan hiếm ở trên thị trường, thì cái giá trị của nó sẽ cao hơn so với một cái loại mặt hàng mà nó bán tràn lan, nó bán la liệt ở trên chợ, trên thị trường. Thì với pi, cái nhà sáng lập họ muốn làm cho cái lượng pi được lưu thông ở trên thị trường khan hiếm đi, để qua đó hình dung là các bạn hình dung là sẽ làm cái giá trị của đồng pi coin sẽ được tăng lên. Thì đây chính là cái việc làm đấy, nghĩa là bạn có pi nhưng bạn không mang ra lưu thông, bạn cam kết bạn khóa nó lại, bạn lưu trữ, bạn cất ở trong két đi, để làm gì? Để cho cái lượng pi lưu thông ở ngoài chợ, trên thị trường nó không được nhiều, thì do đó làm cho cái giá trị của pi coin được tăng lên. Đây là một cách làm hay của pi network để cho cái đồng coin pi nó không bị lạm phát quá nhiều. Thì ở đây sẽ có hai thông số đối với phần lock up reward, đó là cái số lượng pi các bạn đang có ở trong ví, các bạn muốn khóa nó lại bao nhiêu. Ví dụ bạn có 100 pi, bạn khóa 90% thì nghĩa là bạn đã để 90 pi coin ở trong cái két và bạn chỉ mang 10 cái đồng pi coin để sẵn trong ví của các bạn để chờ ngày tiêu. Ở đây thì các bạn chỉ có thể kéo đến được 100%, nghĩa là các bạn có thể khóa tất cả số pi có trong ví các bạn thôi. Còn có thể sẽ có một option 200%, thì cái này thì sau khi khởi chạy mainnet, thậm chí là bạn giống như là một cái dạng hợp đồng tương lai, tôi sẽ cam kết khóa 200 pi coin của tôi sau khi mà open mainnet. Đấy, nó có một cái tầm nhìn nó sẽ xa hơn một chút. Ở đây thì mình khuyến cáo các bạn là lên chỉ khóa 90%, các bạn để 10 pi các bạn tiêu thử đi để trải nghiệm cái hệ sinh thái pi nó như thế nào. Và tiếp theo một cái thông số nữa là thời gian khóa. Đấy, bạn có thể khóa pi ở trong ví các bạn 1 năm, tối đa bây giờ là được 3 năm. Đó. Và dĩ nhiên các bạn khóa càng nhiều pi ở trong ví và khóa trong thời gian càng lâu thì cái hệ số ở đây, cái lock up rewards này nó sẽ lại càng cao. Và các bạn cũng cần phải lưu ý một điều rằng nữa là cái tỷ lệ này nó sẽ nhân với lại cái lock của số phiên khai thác các bạn đã tích lũy được từ trước đến nay. Ví dụ bạn tham gia Pi Network cách đây 1 năm nhưng mà không phải tất cả 365 ngày bạn đều vào, bạn nhớ vào kích tia sét đều đặn. Sẽ có những buổi bạn quên, sẽ có những buổi bạn bận công việc. Do đó cái số lượng mà phiên khai thác nó sẽ được thể hiện ở đây này. Lock 304, 404 là trong đó 404 là số phiên mà mình đã khai thác từ trước đến nay. Thì dĩ nhiên cái con số lock up reward này nó sẽ thay đổi theo từng ngày. Các bạn xem nhé. Số lượng mà phiên khai thác mà mình tích lũy được càng nhiều thì với cái tỷ lệ mình cam kết khóa nó bất di bất dịch rồi thì các bạn sẽ vẫn tiếp tục được tích lũy hàng ngày, một con số nó sẽ nhích lên một chút
Bởi vì lốc của 405 sẽ khác 404. Đó, thế là như vậy, lum la như thế. Do đó bạn nào mà càng khai thác lâu, cái lịch sử khai thác của bạn càng nhiều thì cái tỷ lệ khóa này của các bạn nó sẽ càng cao. Đó, nó sẽ khác nhau. Có thể một người trong thành viên trong gia đình bạn cam kết khóa như bạn, nhưng cái con số này nó sẽ chắc chắn nó sẽ khác nhau, bởi vì mỗi người sẽ có một cái lịch sử, cái số phiên khai thác khác nhau. Thế nên các bạn đừng thắc mắc là tại sao là tôi với bố mẹ tôi cùng khóa với tỷ lệ là 90% trong 3 năm thì cái kết quả trả về nó lại sẽ khác nhau. Đấy. Dĩ nhiên rồi, bởi vì bố bạn và bạn khả năng thì bố bạn sẽ tích lũy tích cực đào pi hơn bạn, do đó cái tỷ lệ này của bố bạn cũng sẽ cao hơn. Sau khi mà các bạn đã lựa chọn hết được cái thông số để các bạn khóa, để các bạn cam kết khóa bao nhiêu pi ấy, thì các bạn ấn vào mục cam kết gia tăng. Đấy, thì họ sẽ hỏi, đấy, họ sẽ có một cái thông báo là đã cập nhật cái đặt khóa thành công. Đó, ok, đấy, các bạn đã cam kết khóa xong rồi thì họ sẽ không hỏi lại nữa. Đó, cái tab đấy sẽ mất đi. Sẽ có hai cách để các bạn vào được cái mục cam kết khóa này. Đầu tiên là các bạn đi từ cái mục từ cái biểu tượng tia sét này. Đấy, rồi ấn tăng cường, rồi ấn thiết lập. Cách thứ hai là các bạn ở cái màn hình chính của app DLP, các bạn tích vào ba gạch ngang. Các bạn vào danh mục main net. Đấy, sau đó các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn sẽ nhìn thấy là thiết lập tỷ lệ khóa. Vào đây thì nó sẽ hoàn toàn tương tự như vậy. Đó, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái mục Lock Up Rewards. Đấy là phần thưởng với việc là các bạn cam kết khóa pi bao nhiêu. Với mình thì mình nghĩ là mình sẽ khóa 90% pi trong 3 năm là có thể vừa cân bằng được cái việc là tốc độ đào pi sẽ được cải thiện đáng kể, vừa cân bằng được cái việc là mình vẫn sẽ có pi để tiêu 10% của cái lượng pi, nếu mà đã về ví của mình là mình sẽ có pi để tiêu luôn, chứ không phải chờ đợi, không phải nhìn thấy những chiếc điện thoại, những chiếc ô tô rất là đẹp có thể sẽ xuất hiện được ở trong 6 tháng đến 1 năm nữa đấy, mà chúng ta có thể trao đổi được bằng pi coin. Nhiều ông quá hết rồi, đến lúc mà muốn tiêu cũng không được đấy, thì mình để giữ lại 10% thôi, 10 pi thôi, để có thể trải nghiệm được cái việc mua bán hàng hóa như thế nào. Rồi, và như vậy thì đó, mình đã kết thúc cái phần trình bày, phần giới thiệu với các bạn, hướng dẫn các bạn cách thiết lập cái Lock Up Rewards. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.